Có nguyên hồi sáng nay mẹ đang làm cái bánh gì đằng đó. Cake. Mà bánh gì? I don't know, bánh bò. Ừ. Yeah. Bánh bò tiếng Anh gọi sao? Cow cake. Đố Thảo, bánh bò tiếng Anh gọi là gì? Bread. Cow. Bread cow. Rồi thì chứ bánh bò tiếng Anh gọi là gì? Phi biết tiếng Việt mà. Không có biết nhiều mẹ. A donut cake. Again. Steamed rice cakes. Right, đúng, giỏi quá. Yeah. Chào các bạn, rất là vui được gặp lại các bạn trong gian bếp của Mẹ Việt ở Mỹ nha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm món bánh bò đường thốt nốt bằng cái máy làm bánh mì nha. Thì cái máy làm bánh mì nó sẽ giúp cho chúng ta ra được những mẻ bánh bò rất là nhanh, thời gian ủ khoảng độ 1 tiếng rưỡi ha. Và nguyên liệu chúng ta cần có là một bịch bột Vĩnh Thuận nè, 1/2 cup bột năng nè, 2 lon nước cốt dừa, 60g cơm rượu nha, 300g đường thốt nốt. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần là 300g đường thốt nốt và chúng ta sẽ cho một lon nước cốt dừa vào và chúng ta nấu cho tan ra và chúng ta để còn hơi ấm ấm. Còn bên đây thì chúng ta sẽ xay men cơm rượu của chúng ta cho nó nhuyễn ra nè. Và đây là cái công đoạn nấu đường thốt nốt và nước cốt dừa. Và ở bên đây là cái máy làm bánh mì nè các bạn. Và chúng ta sẽ mở chế độ chỉ là nhào và trộn bột thôi nha. Và chúng ta ủ thì khi mà chúng ta ủ thì chúng ta sẽ rút điện ra. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một bịch bột Vĩnh Thuận nè. Thì ở trong bột Vĩnh Thuận nó sẽ có một cái gói men sẵn rồi. Chúng ta sẽ cho gói men vào và chúng ta sẽ cho 1/2 cup bột năng vào trong cùng đó, lúc đó. Và chúng ta sẽ mở cái chế độ nhào bột nha. Khi mà chúng ta nhào cái bột Vĩnh Thuận nè, bột năng nè, men cơm rượu nè và một lon nước cốt dừa. Đây, chúng ta mở máy ở chế độ trộn bột nha. Và chúng ta sẽ đây là gồm có là một gói bột Vĩnh Thuận nè, có gói men sẵn nè, 60g cơm rượu nè, 1/2 cup bột năng và một lon nước cốt dừa. Thì chúng ta sẽ nhào hỗn hợp này và chúng ta sẽ dùng cái cây vét và chúng ta đã vét bột còn dính ở trên thành. Và thậm chí chúng ta sẽ trộn cho đều bột ở cái phần ở dưới phần đáy đó. Thì khi cái máy này nó quay á, thì chúng ta cũng phải phụ thêm bằng tay chúng ta vét bột. Và sau khi chúng ta nhồi độ khoảng từ 5 đến 10 phút á, thì chúng ta sẽ cho cái nước cốt dừa và đường thốt nốt mà chúng ta nấu tan khi nãy mà còn ấm ấm. Chúng ta đừng có để cho quá nóng thì nó sẽ chết cái men của chúng ta nha. Chỉ còn ấm ấm thôi. Và chúng ta tiếp tục cho máy nhào và trộn bột cho nó đều ra. Thì sau khi mà nhào bột đều rồi thì chúng ta rút điện ra nha cả nhà. Và chúng ta sẽ chờ là bột của chúng ta nổi lên thôi. Thì độ khoảng là từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là bột của chúng ta nó nổi phồng lên như thế này nè. Hồi nãy mình quên nó xém tí xíu nữa là cái bột của mình bị tràn ra bên ngoài rồi nè. Bột nở đầy cái máy luôn. Và chúng ta sẽ cho ra tô. Đây, bột của chúng ta dậy và nổi bong bóng giống như thế này nè. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt nước lên. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái khuôn nào mà có sẵn trong nhà của mình. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm bằng khuôn silicon nè. Chúng ta sẽ xịt cái dầu dừa lên. Và chúng ta sẽ cho vào trong sửng hấp. Chúng ta làm nóng cái khuôn độ khoảng từ 1 phút đến 2 phút nha. Rồi khi mà cái khuôn chúng ta đã nóng rồi á, thì chúng ta sẽ cho bột vào chúng ta hấp từ 8 đến 10 phút tùy cái loại khuôn nha. Cả nhà mình nhớ dùng cái tăm để xâm thử nha, để mình có rút được những cái kinh nghiệm đó. Rồi mình sẽ múc bột vô cái khuôn này. Một chút xíu mình sẽ làm cái khuôn khuôn bánh muffin nè,
rồi khuôn làm bánh bông lan nè, rồi mình sẽ sử dụng khuôn làm bánh khọt nữa nè. Ông xã mình nói tại sao không đổ một cái bự cho nó khỏe, nhưng mà mình thích đổ những cái nhỏ nhỏ như thế này cho nó đẹp hen. Lần tới thì mình lười hơn thì mình sẽ làm cái khuôn bự, mình sẽ đổ rồi mình cắt ra cũng được. Có cái loại khuôn gì cả nhà mình cứ sử dụng thử xem, để những cái trải nghiệm mà nấu ăn làm bếp cũng là giống như mình, chúng ta trải nghiệm được những cái kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được chính cho chính bản thân mình. Bởi vì trải nghiệm mà có thất bại thì chúng ta nhớ rất là lâu. Đây là cái khuôn làm bánh bông lan nè. Mình hấp độ nóng khoảng 1 phút, mình xịt dầu dừa vô, mình bỏ vô cái này, chứ khuôn nhỏ chứ mình hấp chừng 5 phút. Rồi đây là cái khuôn làm bánh khọt của mình nè. Mình trải nghiệm luôn. Bỏ vô và chúng ta sẽ xịt dầu dừa vô, chúng ta sẽ làm nóng khuôn rồi chúng ta sẽ hấp. Thế là chúng ta được một mẻ bánh bò đường thốt nốt rất là hấp dẫn và thơm ngon. Và hôm nay mình đã ăn hết 3 cái bánh bò nhỏ rồi. Thế là mình đã phạm trong cái quá trình ăn kiêng của mình rồi. Nấu ăn phạm những cái lặt vặt, đó là những cái lý do mà mình rất là khó xuống cân. Xin mời cả nhà mình, nếu mà trong quá trình ăn kiêng thì cũng chúng ta cũng sẽ làm thử bánh bò cho những người thân yêu của chúng ta. Ăn kiêng mà chúng ta cũng còn phải làm hoàn thành trách nhiệm nấu những món ăn cho người thân của chúng ta ha.